Ê, làm gì? Ngủ à? Đi. Đứt. Dứt nó đi. Dứt. Ui rồi ôi. Búp. Ngon. Ngon không? Quý lắm mới cho ấy. Tai tượng châu Phi. Sai 4 ngón. Ăn dén như như điên vậy. Ngày ăn phải 2-3 con dén. Từ đó dén trong nhà mình bớt đi hẳn các bạn ơi. Hiệu quả VL. Rồi. Chúc ngủ ngon nhá. Nani? Nani? Ghê quá, ghê quá. Rồi định vị được con mồi rồi, chuẩn bị ngồi lên đớp. À, ông ấy còn đang bận nhai con cũ này. Nhất thêm con mới nữa đi. Đối với rán thì cái loại này nó ăn nó thường nhả hai cái cánh ra các bạn. Hai cái cánh của nó khó tiêu lắm. Phần còn lại là protein, dinh dưỡng nó ăn hết.
Từ cái ngày mà con cá này nó biết ăn rén, mình không phải tốn tiền mua mồi nữa các bạn. Nó đang bận tiêu hóa con thứ nhất rồi, con thứ hai chắc không quay nữa đâu. Bye bye.